con tin rằng sẽ có một ngày thân xác hư hoại này sẽ sống lại thôi. Con người sẽ trở về bụi tro, nhưng bụi tro sẽ trở lại làm người. Vì thần Chúa chính là sự sống và là sự sống lại, cho con vững lòng vui bước trong hy vọng, sống cuộc đời như Chúa ước mong. Xin khơi dậy trong con niềm khát khao sống một đời cao đẹp, đừng chạy theo bao hoa dương thế, cho con biết khinh chê những thú vui, những ham mê tầm thường, để dựng xây một cuộc sống miên giữa cuộc đời sức sống đẹp người, còn sẽ quên thân mình là khách hành chưa tìm kiếm những điều trần gian, lo lời danh tính toán riêng cho mình. Cuộc đời mới con ở nơi Chúa là nguồn sự sống thật, cho con an lòng vui bước đi theo Ngài, sống cuộc đời vươn lên mỗi ngày. Xin khơi dậy trong con niềm khát khao sống một đời cao đẹp, đừng chạy theo bao hoa dương thế, cho con biết khinh chê những thú vui, những ham mê tầm thường, để dựng xây giữa gian trần kiếp sống tạm thời, còn chưa quên quê trời cuộc sống đời sau, quên rằng Chúa vắng hằng đời con, vẫn chờ con biết sống tin yêu Ngài. Tìm về Chúa là niềm vui sống và là hạnh phúc thật, cho con một đời vui dẫn thân quên mình, sống phụng vụ dựng xây nước trời. Xin khơi dậy trong con niềm khát khao sống một đời cao đẹp, đừng chạy theo bao phù hoa dương thế, cho con biết khinh chê những thú vui, những ham mê tầm thường, để dựng xây một sự sống miên trời.